hội nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn được thành lập vào thế kỷ thứ 17 do Thánh Vinh Sơn Phaolô và Thánh nữ Louise de Marillac. Trong giáo hội, tu hội được biết dưới danh hiệu Tu hội nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, những nữ tỳ của người nghèo. Ơn gọi và sứ mạng. Với mục đích tôn vinh Chúa Giêsu Kitô như nguồn mạch và khuôn mẫu của mọi thứ bác ái, bằng cách phục vụ người về thể xác và tinh thần nơi bản thân những người nghèo khổ. Qua việc thành lập tu hội nữ tử bác ái, Thánh Vinh Sơn đã góp phần làm nên một hình thức tu mới trong lòng giáo hội, tu giữa đời. Theo giáo luật 1983 số 731, tu hội nữ tử bác ái là một tu đoàn tông đồ, tận hiến cho Thiên Chúa. Sống thành cộng đoàn, phục vụ Đức Kitô nơi người nghèo với tinh thần tin mừng là khiêm nhường, đơn sơ và bác ái. Các chị đảm nhận 4 lời khấn: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục và phục vụ người nghèo qua một sự ràng buộc theo hiến pháp và nội quy. Tính cách quốc tế của tu hội. Tu hội nữ tử bác ái là một tu hội có tính cách quốc tế. Đoàn sủng được thể hiện và trở nên hữu hình trong các nền văn hóa đa dạng và các xứ sở khác nhau trên thế giới. Hiện nay, tu hội phục vụ người nghèo tại 96 quốc gia và số nữ tử bác ái là 11.937 chị em. Nhà mẹ được đặt tại số 140 Rue du Bac, Paris, nước Pháp. Tại đây, nay là một trong những trung tâm hành hương thánh mẫu có tính quốc tế, bởi được đánh dấu qua biến cố Đức Mẹ đã hai lần hiện ra với chị tập sinh Catherine Laboure vào năm 1830. Ngày 11 tháng 12 năm 1928, đáp lại lời mời gọi của Đức Giám mục Drew Mortier, Hội thừa sai Paris, Giám mục Giáo phận Sài Gòn, tu hội đã gửi 3 chị nữ tử bác ái đầu tiên đến Việt Nam. Các chị phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Gia Định, nay là Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kể từ đó, tên gọi và việc phục vụ của các nữ tử bác ái đã dần quen thuộc với nhiều người, nhất là đối với những người nghèo. Hiện nay, tại Việt Nam, nhà tỉnh dòng đặt tại số 42 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gồm 636 nữ tử bác ái tại 66 cộng đoàn và 2 chi nhánh. Các chị tham gia vào các lĩnh vực y tế, tiếp cận và phục vụ những người nghèo cách trực tiếp, dấn thân phục vụ họ tại một số bệnh viện, trạm y tế, trại phong, trung tâm SIDA, mở nhà tiếp đón bệnh nhân ung bướu, các bệnh nhân từ xa lên thành phố khám chữa bệnh, hỗ trợ bệnh nhân nghèo về thể xác và tinh thần. Giáo dục. Các lớp mẫu giáo. Trẻ khuyết tật, trẻ em đường phố. Lưu xá cho các em học sinh, sinh viên. Đồng hành với các em sinh viên, nhóm sinh viên thiện nguyện thăng tiến. Mục vụ: tham gia vào việc dạy giáo lý tại các giáo xứ. Đồng hành với nhóm Con Đức Mẹ. Các bà bác ái, Hội bác ái Vinh Sơn. Mục vụ gia đình và tham gia mùa hè vui.
công tác xã hội. Vãn gia, nhà dưỡng lão tình thương, lớp huấn nghề cho các thiếu nữ. Mái ấm cho các bà mẹ đơn thân, đồng hành với những người di dân tại khu công nghiệp và các bữa ăn tình thương tại một số bệnh viện. Điều kiện gia nhập tu hội. Các thiếu nữ công giáo từ 18 đến 25 tuổi, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp cấp 3, có ý hướng ngay lành. Các giai đoạn đào tạo. Giai đoạn tuyển sinh. Giai đoạn tiền chuẩn sinh. Giai đoạn chuẩn sinh. Giai đoạn tập sinh.